Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung bạn gái của diễn viên Hạ Đăng. Hình ảnh khiến tim nghẹn lại của diễn viên Hạ Đăng vừa qua đời và bạn gái mới kịp cầu hôn. Hạ Đăng và Hoàng Kim đã có một khoảng thời gian lãng mạn và ngọt ngào bên nhau trước khi tai nạn ập đến. Ngày 16 tháng 2 năm 2021, diễn viên Hạ Đăng đột ngột qua đời để lại rất nhiều thương tiếc cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là diễn viên Kim Hoàng, người bạn gái anh mới cầu hôn 2 tháng trước. Hạ Đăng và Kim Hoàng chính thức công khai tình cảm vào năm 2018 vì cả hai cùng theo đuổi nghệ thuật nên gắn bó và chia sẻ được với nhau rất nhiều điều trong cả công việc lẫn cuộc sống. Không chỉ là người yêu, họ còn là đồng nghiệp, là bạn diễn ăn ý của nhau. Khi đi quay chung, cặp trai tài gái sắc dành cho nhau rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào, vui vẻ. Hạ Đăng thường xuyên nắm tay bạn gái mọi lúc mọi nơi và công khai thể hiện tình cảm với Kim Hoàng rất lãng mạn. Như nhiều cặp đôi khác, thỉnh thoảng Kim Hoàng và Hạ Đăng cũng đăng những bức ảnh dìm hàng nửa kia trên mạng xã hội. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh. Dòng status tình cảm Hạ Đăng nhắn cho Kim Hoàng vào tháng 6 năm 2019. Diễn viên Hạ Đăng qua đời vì đuối nước. Kế hoạch cưới vợ đang dang dở khiến nhiều người xót xa. Nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Trương Quỳnh Anh, Khả Như chia buồn đồng viên bạn gái anh. Kim Hoàng nghẹn ngào khi nhắc đến giây phút nhìn bạn trai chết trước mắt mình. Cô kể khoảng 16:30 ngày 16 tháng 2, diễn viên Hạ Đăng đang bơi ở biển Khánh Hòa thì bị đuối nước. Cô hô hoán cầu cứu sự giúp đỡ, có một người ra giúp nhưng không thể kéo anh vào bờ. Lúc này Kim Hoàng liều mình từ ra để đưa bạn trai nhưng anh đã tím tái, ngừng thở, mọi thứ diễn ra trong 10 đến 15 phút. Cả đêm qua, Kim Hoàng không thể chợp mắt, gia đình diễn viên Hạ Đăng động viên cô đừng khóc để anh siêu thoát nên cô không dám khóc nhiều. Nói về bạn trai Hạ Đăng, Kim Hoàng òa khóc, anh thương tôi lắm, thương vô cùng, anh dành mọi thứ không để tôi đồng tay vào việc gì, anh bận cỡ nào cũng đòi đưa đón tôi. Nguyễn Ánh Hạ Đăng, sinh năm 1986, là cựu thành viên nhóm nhạc Step Boys. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Ra Riêng Anh Cưới Em, Thám Tử Tình Yêu, Phiên Khúc Đoàn Viên. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin ngày hôm sau.